hậu đăng quang, nhan sắc tân hoa hậu đại dương gây tranh cãi. Trịnh Thăng Bình lên tiếng về câu chuyện hát live lơ lỡ của mình. Hồ Hoài Anh có động thái lạ sau thời gian dài ở ẩn vì lùm xùm Tây Ban Nha. Sau 8 năm, Phùng Ngọc Huy về Việt Nam chạy show, khán giả phản ứng ra sao? Nhan sắc gây thương nhớ của Ninh Dương Lan Ngọc tại đạp gió bản Việt. Tranh cãi, nghệ sĩ thương tính hát không ra hơi trên sân khấu. Rổ tinh triệu lộ tư tái hợp Trần Triết Viễn, netizen phản ứng bất ngờ. Chào mừng mọi người đang đến với giải trí Ibis, nơi cập nhật những tin tức nóng và nhanh nhất. Ngay sau đây mời mọi người cùng đến với những tin tức chi tiết. Hậu Đăng Quang, nhan sắc tân hoa hậu đại dương gây tranh cãi. Vào sáng ngày 25 tháng 8, tại Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu đã diễn ra sự kiện chung kết Hoa hậu đại dương Việt Nam Miss Ocean Việt Nam 2023 sau một loạt các phòng thi căng thẳng người chiến thắng cuối cùng đã được tiết lộ chính là trần thị thu quyên đại diện từ sóc trăng đồng thời danh hiệu á hậu cũng đã được trao cho bốn thí sinh xuất sắc khác sau khi giành chiến thắng, sự chú ý của công chúng đã tập trung vào vẻ đẹp cũng như thông tin cá nhân của Tân Hoa Hậu. Trần Thị Thu Nguyên, sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m74, số đo ba vòng lần lượt là 82, 64, 92. Cô được nhận xét có nhiều yếu tố xứng đáng với danh hiệu Hoa Hậu, nhan sắc nổi bật, lối ứng xử khéo léo, kỹ năng cách quốc tự tin. Ngoài ra, cô từng giành danh hiệu Hoa Khôi Đại học Nam Cần Thơ vào năm 2019, lọt vào vòng chung kết Miss World Việt Nam 2019. Tất nhiên, việc cộng đồng mạng đào lại những hình ảnh của Tân Hoa Hậu là việc không thể không nhắc đến. Theo đó, đã có nhiều ý kiến khác nhau về nhan sắc của cô. Một số người cho rằng vẻ ngoài hình hiện tại của Thu Quyên có sự khác biệt rõ ràng so với thời kỳ cô đăng quang Hoa Khôi Đại học Nam Cần Thơ và tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, đặc biệt là trên khuôn mặt. Điều này đã gợi ra câu hỏi về khả năng cô đã thực hiện một số thay đổi thẩm mỹ trước khi tham gia cuộc thi này. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng sự khác biệt trong vẻ đẹp của Thu Quyên có thể do cách trang điểm đậm, vì thế tạo ra sự biến đổi trong diện mạo của cô. Ngoài ra, những hình ảnh hàng ngày của Thu Uyên cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Nhiều người đã nhận xét rằng, ở những khoảnh khắc đời thường, Tân Hoa Hậu nhìn trẻ trung đúng lứa tuổi hơn. Bạn nghĩ sao về Tân Hoa Hậu Đại Dương Trần Thị Thu Uyên? Hãy chia sẻ cho Ibis được biết với nhé! Trịnh Thăng Bình lên tiếng về câu chuyện hát live lơ lớ của mình. Mình cần việc giúp anh hát giọng bình thường được không? Hay người hàng hát tiếng Việt? Đó là một vài bình luận của khán giả bên dưới những video hát live của Trịnh Thăng Bình thời gian qua. Nhiều người thắc mắc, hơn 10 năm làm nghề nhưng nam ca sĩ ngày càng hát không rõ lời. Vì sao như vậy? Được biết, trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Trịnh Thăng Bình đã bình luận về câu chuyện liên quan đến giọng hát của mình như sau. Thời gian qua, tôi dành để nhìn nhận lại bản thân mình tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng đó đều là những vấn đề rất cá nhân tôi không quen kể lể mà có kể cũng không biết nói như thế nào đúng là có những phần biểu diễn mọi người nghe tôi hát cảm thấy không tốt tôi xin ghi nhận thậm chí có những clip hát bản thân tôi cũng không chấp nhận được mình từ những góp ý tôi đã ra soát kiểm tra lại và nhận ra mình không ổn tôi miệt mài với công việc nên chủ quan với sức khỏe tôi bị mất ngủ kéo dài và vài thứ khác giọng hát của tôi đã bị ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng Tôi quyết định tạm ngừng nghỉ để hồi phục. Tôi dành thời gian tự chữa lành. Âm nhạc là liều thuốc của tôi. Nam ca sĩ nói. Theo như chia sẻ của Trịnh Thăng Bình, có thể thấy vì tình trạng sức khỏe không tốt cũng như trải qua một giai đoạn khó khăn nên ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến giọng hát. Bản thân anh chàng khi nghe mình hát cũng cảm thấy không chấp nhận được mình. Và hiện anh quyết định tạm ngưng để hồi phục. Hy vọng nam ca sĩ sẽ sớm lấy lại phong độ như thổ ở ban đầu. Còn bạn, bạn cảm thấy thế nào về chia sẻ này của Trịnh Thăng Bình? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để Abyss được biết với nha. Hồ Hoài Anh có động thái lạ sau thời gian dài ở ẩn vì lùm xùm Tây Ban Nha. Hẳn các bạn vẫn chưa quên vụ việc chấn động liên quan nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng tại Tây Ban Nha vào tháng 7 năm ngoái đúng không? Sau lùm xùm bê bối này, khác với Hồng Đăng quay trở lại cuộc sống bình thường với gia đình, thì Hồ Hoài Anh đã chọn cách ở ẩn. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân của mình, nam nhạc sĩ đã có động thái lạ vì một nữ ca sĩ quen thuộc khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, Hồ Hoài Anh đăng tải poster giới thiệu chương trình ca nhạc của ca sĩ Hoàng Thùy Linh kèm dòng cát sân. Bác, tạm dịch là, trở lại. Ngay lập tức, hành động này đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Đa số khán giả cho rằng, đây rất có thể là một hiên cho việc Hồ Hoài Anh đang chuẩn bị hoạt động nghệ thuật trở lại sau lùm xùm Tây Ban Nha cách đây một năm. Vì chưa rõ, Hồ Hoài Anh xuất hiện với vai trò nào trong chương trình ca nhạc sắp tới của Hoàng Thị Linh, có thể là đạo diễn hay giám đốc âm nhạc. Nhưng việc có rất nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ bên dưới bài đăng của nam nhạc sĩ thì điều này hoàn toàn có cơ sở. Được biết trước đó, Hồ Hoài Anh và Hoàng Thùy Linh cũng đã từng hợp tác với nhau trong hai ca khúc là Tứ Phủ trong album Hoàng và Đánh Đố trong album Link. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ của mình để Abyss được biết với nha. Sau 8 năm, Phùng Ngọc Huy về Việt Nam chạy show, khán giả phản ứng ra sao? Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ lại một bài đăng từ người bạn thân, ca sĩ Châu Khải Phong. Theo đó, Châu Khải Phong đã đăng tải loạt hình ảnh từ màn trình diễn của hai người trên sân khấu kèm dòng trạng thái: "Sau 8 năm, anh Phùng Ngọc Huy mới trở về Việt Nam. Đêm đầu tiên hai anh em biểu diễn cùng nhau, không thể nào diễn tả hết niềm vui. Xin cảm ơn gia đình chúng tôi và người hâm mộ Châu Khải Phong cũng như Phùng Ngọc Huy vì đã dành thời gian và tình cảm vô bờ để tạo nên một đêm không thể nào quên. Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống và sự nghiệp của hai anh em. Hẹn gặp lại các fan không xa." Sau đó, Phùng Ngọc Huy đã bình luận Cảm ơn em trai đã cho anh cảm giác thăng hoa trên sân khấu. Bên cạnh đó, anh cũng không quên chia sẻ bài đăng này cùng với lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã cùng nhau tạo nên bầu không khí sáng tạo bằng việc sử dụng ánh đèn flash để cổ vũ cho cả hai nam ca sĩ, tạo điều kiện cho anh cảm thấy vô cùng hưng phấn khi trở về quê nhà. Trước đó, cặp đôi ca sĩ Châu Khải Phong và Phùng Ngọc Huy đã có một show diễn trên sân khấu âm nhạc tại Quảng Nam. Đây cũng là lần đầu xuất hiện trở lại của Phùng Ngọc Huy trên sân khấu tại Việt Nam sau gần 8 năm vắng bóng. Có thể thấy, mặc dù đã xa cách Việt Nam một khoảng thời gian dài, nhưng sức hút và tình yêu mà khán giả dành cho Phùng Ngọc Huy vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Trong những ngày qua, tin tức về việc ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy trở về Việt Nam để đoàn tụ với con gái La Vi sau 8 năm xa cách đã nhận về nhiều sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau khi Mai Phương qua đời, bé La Vi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, được hai cô bảo mẫu chăm sóc. Vì nhiều lý do khác nhau, chỉ đến ngày hôm nay, nam ca sĩ mới có thể quay trở lại quê hương để chăm sóc cho cô con gái 10 tuổi của mình. Nhan sắc gây thương nhớ của Ninh Dương Lan Ngọc tại Đạp gió bản Việt. Sau thành công ấn tượng của Chibu trong tỷ tỷ Đạp gió trẻ sống, phiên bản Việt của chương trình đã thu hút sự chú ý lớn khi tập hợp một dàn chị đẹp nổi tiếng trong làng giải trí. Điều này đã tạo ra sự kỳ vọng lớn từ phía khán giả. Hiện tại, danh sách gồm 4 nữ ngôi sao đầu tiên tham gia chương trình đã được tiết lộ, gồm có ca sĩ Thu Phương, Uyên Linh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và người mẫu Hà Kino. Mới đây, dân tình đã không khỏi thích thú khi Lan Ngọc đăng tải một video hậu trường photoshoot. Trong clip có thể thấy, nhan sắc và vóc dáng gợi cảm của Ngọc Nữ mang ảnh Việt khiến netizen trầm trồ ngưỡng mộ. Việc diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tham gia đạp gió bản Việt đã mang đến một sự bất ngờ lớn cả về ngoại hình và khả năng biểu diễn phú đạo, khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào những màn trình diễn ấn tượng của cô. Ninh Dương Lan Ngọc thường được cư dân mạng gọi một cách yêu thích là mỹ nhân thách thức mọi ống kính. Dù đã bước sang tuổi 33, Ngọc Nữ vẫn giữ vững vẻ trẻ trung, sự tươi mới và liên tục thay đổi phong cách mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Với visual ngày càng thăng hạng và gián vóc gợi cảm, chắc chắn nên Dương Lan Ngọc sẽ là một trong những nhân vật đặc biệt giúp chương trình đạp gió bản Việt gây dấu ấn trong lòng khán giả. Tranh cãi, nghệ sĩ thương tính hát không ra hơi trên sân khấu Suốt thời gian dài vừa qua, cuộc sống và tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ thương tính luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Và mới nhất, đoạn clip nghệ sĩ thương tính đi hát tại một chương trình ca nhạc đã khiến nhiều người lo lắng hơn. Vì sao như vậy? Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video cận cảnh nghệ sĩ thương tính già yếu hát không ra hơi trên sân khấu. Trong đoạn video, mặc dù khẩu hình miệng của nghệ sĩ thương tính được cho là đang hát, nhưng lại không hề nghe tiếng. Trước chia sẻ của chủ video, rất nhiều khán giả cho rằng việc hoàn toàn không nghe tiếng là do sự cố về âm thanh, chứ không phải nghệ sĩ thương tính hát không ra hơi. Cụ thể, khán giả đã để lại bình luận như, mic có vấn đề chứ không phải bác ý không hát được, hay như mic hết pin và quan trọng hơn khi hát nhưng không nghe tiếng nghệ sĩ thương tín cũng đã ra hiệu cho ban nhạc. Từng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của phim ảnh Việt nhưng ở tuổi xế chiều nam nghệ sĩ thương tín lâm vào cảnh khó khăn cuộc sống nhiều thiếu thốn phải chật vật kiếm tiền nhờ công việc đi hát đám cưới hội trợ. trải qua nhiều chuyện trong quá khứ nghệ sĩ thương tín cũng đã từng bộc bạch những việc đã qua rồi tôi cũng không muốn nhắc đến nữa giờ ân hận cũng muộn màng tôi bây giờ sống được tới đâu hay tới đó như ngọn đèn trước gió. Bạn nghĩ sao về đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội? Hãy chia sẻ quan điểm của mình để habis à được biết với nhé! Rộ tin Triệu Lộ Tư tái hợp Trần Triết Viễn, netizen phản ứng bất ngờ. Sau cơn sốt của vụn trộn không thể giấu chiếu vào hè năm nay, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã trở thành hai cái tên gây sốt các diễn đàn mạng. Thành công của bộ phim đã tạo tiếng vang lớn, giúp tên tuổi hai diễn viên ngày càng tăng cao. Vì phản ứng hóa học quá ngọt ngào giữa hai người, nên nhiều khán giả rất nóng lòng muốn thấy họ tái hợp trong dự án tiếp theo. Mới đây trên không gian mạng đã có thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ tiếp tục sánh đôi cùng Trần Triết Viễn trong bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa. Theo đó, đã xuất hiện hình ảnh của dàn diễn viên cho dự án phim này. Trong đó, vai nữ chính được đảm nhận bởi Triệu Lộ Tư, trong khi vai nam chính có ảnh của Trần Triết Viễn. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, nhiều khán giả đã không khỏi phấn khích trong chờ ngày để được xem những màn phản ứng hóa học dễ thương của hai diễn viên. Song bên cạnh đó, cũng không ít người đã lên tiếng phản đối việc Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tái hợp trong dự án này. Theo đó, việc cả hai chỉ mới hợp tác cách đây không lâu, nếu tiếp tục đóng chung có thể gây cảm giác nhàm chán cho khán giả. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn không phù hợp với hình tượng nam và nữ chính Trèm Ngọc Châu Sa. Ngoài ra, một số cư dân mạng cho rằng tin đồn cả hai tái hợp trong bộ phim này có thể chỉ là giả mà thôi. Bạn nghĩ sao về khả năng tái hợp của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn trong dự án phim này? Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc giải trí iBiz lần này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.